Trời ơi. Hôm nay đánh chữ phông đấy nhá. Tiền đây, bài đây. Đứa nào nhiều tiền thì đánh, ít tiền thì thôi. Đánh cứ vay vay mượn mượn. Ông kia mấy đồng tiền lẻ dẹp đi. Càng thế. Lẻ đấy. Một đồng trừ nữa 30 triệu. Đấy. 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 Có 30 triệu thì đánh. 30 triệu. Lẻ thì lẻ nhưng mà tiền chẳng không nhiều, không phải đếm đâu. Từng gà 500 à? 29 triệu được. Tôi đây 29 triệu 500. Đây đây nhìn tiền lẻ nhưng mà tiền chẵn nó cũng nhiều nhá. Rồi. Là okay. Tiền chứ tiền. Tôi đánh trộm bài đánh mua gì? Liêng gì? Đánh liêng. Nhá. Gà 500. Đánh mẹ liêng. 500 thì 500. Chỗ đi. Bà chị căng thế nhỉ? Bao em ơi. Bốc cái đi xong rồi để kia. Rồi. Ngửa ra xong có gì? Hai à. Hai nhà này. Nhanh. Bà chị bà bắt Trưng phong thì thích phong thì phong nhưng có cái gì đâu mà nó phải vướng nhau thế nhỉ? Vướng gì? Sợ quá bà khổ đầu thế, sợ. Đánh cứ vay vay mượn mượn hết của mình. Bực cái gì mày? Bỏ. Đây bỏ, có điểm thì đánh, coi thôi, có tiền thì chơi. Đây cũng chẳng vay ai cả, hết tiền rồi nghỉ luôn. Chưa bao giờ đi vay ai. Có bao nhiêu? Có 2 triệu thôi đi. Ừ, 2 triệu cân. Đấy 2 triệu đây. Cân này. Và thêm triệu nữa. Ai chả ghê nhỉ. Thế là 2 triệu cân đúng không? Ừ. Thêm 1 triệu đúng không? Đây, thêm 2 triệu nữa. Ồ, căng thế. Ngay bỏ rồi, bỏ rồi. Nhanh lên xong. Đợt 8. Dọa quên. 4 điểm mà ông dọa. Dọa ma, dọa khỉ. Dọa khỉ phải cả sống tí. Mặt đầu xôm xôm đi như lại. Bài xếp đây thiếu ca này đủ rồi, 5 1 2 4 5 đủ rồi. Thế không chơi ẩm à? Ẩm mít gì ông ơi, tùy chụp ảnh nhá, lên mạng mà thách việc ấy. Một cái không nhỉ? Thôi chia đi để anh lên phát này. Cái bỏ lên triệu nhá. Ok. Vãi hai ván đều 10 điểm. Bỏ thôi. Cường. Triệu 2 triệu. Bỏ đi nào. Triệu còn 2 triệu kìa. Bỏ luôn. Bỏ rồi, bỏ rồi. Bỏ. Ừ. Bảy chưa kịp dùng rồi đã. Bảy hai ván đầu, hai ván không. Không vào đi. Nhà đây. Là tôi đóng gà nhá. Còn rồi. Thiếu một nhà nữa này. 5 rồi mà. Ừ. Chơi đi. Đủ đây. 2, 4, 5. Đủ chưa? Đủ rồi. 2, 4, 5 đây. Mệt nhỉ. Khó thế. Mà bài này bài cũ bài mới đây. Bài nghe thiếu thiếu đây ấy. Bài này bài mới mà. Bà này bà lấy cái bài cũng đâu phải bài mới đâu mẹ mày. Bài ở nhà đánh hôm qua. Bỏ. Còn bài. Thế đánh xong bán này đi. Đánh cái này đánh đi. 1 triệu rồi. Ồ. Căn này. Tôi đến nhá. Ông đánh tôi đến bài để sang bán này nhá. Đây ông đánh đi. 3 này. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Đây bỏ rồi. 18 19 20 21 9 điểm. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39. 39 cộng 3 là 42 đúng không? 42 cộng 6 là mấy? 49 42 cộng 6 là 42 cộng 6 là 48. 48 cộng với 3 51 cây này. Bài 51 cây này đánh bạc to này, bài thiếu một cây đánh cái gì? Bài cũ đang thiếu một cây thì bình thường. Đi nhưng mà bà đây tôi ăn thì sao nữa? Ăn thì ăn rồi. Thế này. Đây bộ bài mới mới đánh, đây cái bộ bài cũ đánh cái gì? Ủa đâu chỉ mấy chục thế nào mà đánh cái bộ bài cũ thiếu quân thì đánh cái gì? Đây bà kia. Ai biết đâu hôm qua đánh vẫn đủ mà. Thường mấy triệu. Ông là trên đâu gà ấy? Chưa, ai đang không? Mẹ bài thiếu mình. Nhìn thấy bài cũ rồi chứ. Thế bảo tiền to, tiền lắm, tiền vừa. Ê. Hôm qua vừa mới đánh xong ai để biết được. Cắt này. Đây, chia đi.
Cá đánh luôn đi, nhanh lên. Ừ, đi xem bài đó. Đang suốt hết cả ruột rồi. Đánh đi nhanh lên thì cho 2 triệu im mồm hết đi. Ừ, bỏ rồi. 2 triệu. Bỏ. Té quyền. Bản 1 kích. Đỡ đi. 2 triệu có 2 triệu đánh đi kìa. Bỏ 2 triệu nữa cân đúng không? Ừ. Đánh như nhanh đi. Cân 8 điểm. Đây, 9. 8. Ăn đi. Ăn đi. Ù té quyền. Thằng nào nghĩ ra cái đòn đấy hay nhỉ. Rồi, ai bốc đi. Có mình nóng không ạ? Nóng chưa? Nóng rồi. Không chưa ai thiếu ai chưa? Rồi. Chưa đi. Thế nhỉ? Chứ thắng vẫn à? Ù té quyền. Cho đội đánh ken. Thôi bỏ. Ai đi vào? Đi. Vâng, cái được vào kìa. Ồ, toàn bài này đấy. Đi. Hả? 500. Vào 500 rồi. Này kia. Bỏ. Bỏ rồi, bỏ hết rồi, bỏ rồi. Ăn đi. Đâu rồi. Ăn đi. Ăn đi không? Hả? Ông ăn đi. Có đi ăn không? Được rỡ lên là rồi. Buồn thế, anh ăn được tiền mà buồn. Ăn tiền, nhưng mà mất. Như kiểu lần đầu tiên được tiền. Lâu lắm không ăn à? Ừ. Này đi đem chi đá. Dạo này chết nhiều quá. Nhá. 2, 4, 5. Ai có cái đi. Một cái đi. Ui, chưa kinh thế. Không trôi đâu. Đừng có cái ma quỷ gì đây nhá. Ba ngày ma quỷ gì đâu. Ba ngày phải được hơn trăm. Ba ngày hơn trăm hết giờ được, qua được 200. Kìa. Yeah. Lít. Vào triệu này. Lấy. Đấy. Chị kia sẽ lên lặng đi. Và chị người đâu? Chị người ở Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc à? Đúng rồi. Bỏ mẹ đi. Mày đen thế nhỉ? Hay quá đen thế. Bỏ. Này kia. Triệu còn 2 này. Ui giời, bà vợ. 2 triệu. Lên 3 triệu. Đéo. Lỏ luôn. Bỏ rồi. Bỏ đâu rồi. Ôi, những người đeo bà chửi. Ui giời, mấy liêng? 6, 7, 8. 6, 4, 8. Ngu gì mà đánh, người ta có liêng thì ngu gì mà đánh. Đúng không? Bà có 8 điểm mà người ấy. 8 điểm mà ông đòi. Đây. Đóng gà đây. Đóng gà mà, đây rồi, trông nóng rồi. Hơn Sơn với nhà, nhà cái đi cho nó đỏ này. Quá đẹp luôn, làm 2 triệu thôi. 2 triệu đi. Anh em mình giao lưu tí nhỉ? 5 triệu nhỉ? Hả? 2 triệu. 2 triệu thôi. Ok. 2 triệu này. Đây, ra đây. Rốt gà đấy. Ừ, gà ngoài loạn hết đi. Gà ngoài đi ăn được nhiều, gà trong ăn được bao nhiêu? Trong này có 500 bạc. Nói thật. Ngoài chứ rồi giá. Anh đánh một bóng 100 triệu đánh ngay cái gì không? 1 triệu. Tôi bỏ nhá. 1 điểm. Bà ông đánh 1 triệu à? Bỏ 1 triệu đây. 1 triệu là bằng đúng không? Ừ. Thêm 5. Gớm gì kìa. Gớm cái gì. 1 tịt thì bỏ đi. Thêm 5 cái gì? Ôi bỏ. Mình thêm 5 rồi. Xem điểm nào. Hả? Xem điểm nào. 7. 7 thì đánh. Tôi ăn nhá. Ăn đi. Này kia. Ông mấy điểm nhỉ? 6 điểm rồi. Ông mấy điểm? Ông còn 2 điểm. 2 à? 2 thua tôi nhá, thôi 4. Ừ. 7 bỏ ông này. Vào sâu đến đây, vào 5 triệu đấy, bây giờ được bài mình điểm thấp. Bây giờ cứ phải chờ lúc nào lên bài mới đánh mới bao giờ. Thấy không nhá. Này là ngoài bán đơn này. Nhá. 4 triệu đi. 2 triệu thôi. 4 triệu nhận được đôi, ngã đâu cũng gấp ở đấy. 3 triệu. Bố đi. À 4 à. 4 tí lấy tiền đâu rồi. Đây. Tiền tôi okay đây. Này. Này, 4 triệu nhá. Chú gà. Ông này một cười đánh đóng gà vào. Ừ, một lần hai lần thật. Thỉnh thoảng nó quên chứ mà. Bỏ rồi. Đi chợ. Chưa. Nhà kia. Ủa. Bỏ đi vào ốp vào nắp rồi trời. Hai điểm mà. Tôi cũng bỏ nhá, chắc tôi ăn điểm bóng đúng không? Ừ.
Bỏ thì úp bài vào. Bài còn học đây. Đây uống đi. Không ăn gà đấy. Đấy. Gà đấy. Ông gà vào đâu? Em đóng cổng chưa? Đóng rồi, em vừa đóng xong. Ông này cái này. Con đây con tôi thì bình tĩnh nào. Cắt đi. Mày đâu? Ôi giời ơi. Đi làm sao? 500 cả. Nhà kia. Hả? Đấy đâu đây? Kia. Đây vào 1 triệu. 5 thêm 5, 5 thêm 1 đúng không? Ừ. Thôi bỏ mẹ đi. Bản bản này. Đây bỏ luôn. Mấy ông này đây, đây đi. Ông này là đi 500. Ừ. Bài ông đâu? Bài đi. Bỏ rồi. Bỏ rồi. Hả? Bỏ rồi. Mẹ mày 3 điểm bài. Thật. Ông này đâu? Cái gì? Ông mời vào nó đang đi. Cất rồi đi. Tôi vào triệu. Triệu. Còn triệu nữa. Đây, triệu nữa đây. Thêm 2 triệu nữa. Thôi bỏ. Đây. Ui giời ơi, vang cả. Giờ thật. Không có du được cái nào này. Nhà mấy nhà bỏ ăn đâu. Du nhà này 1 triệu thì khá là ngon. Nhà nhiều thế, nhà nhiều. Nhà mấy điểm. Liêng bỏ sớm phép. Mấy điểm. Đóng gà kìa. Trộn bài, trộn đi. Hả? Trộn bài đi. Thiếu gà thì cái thiếu gà. Gà đóng rồi. Ông này chưa đóng. Ông kia chưa đóng. Toàn mê ông lên đẹo này. Ông kia đánh ngoài không? Đánh ngoài có nhận kêu. Bao nhiêu? 2 triệu. Nhận. Yeah, cái vào 500. 500. Ừ. 500 lên 1 triệu. Bỏ thôi. Bài đọc thôi. Cân. Cân. Cân 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 à? Cân vào tiếp 500 nữa. 500 lên 2 triệu đây. Yeah. Cân. Bỏ. Thôi, ông ăn đi. Rồi, ok, mấy điểm úp nhanh ấy. Hả? 8. Hả? Tôi có điểm đâu, bỏ rồi. Ủa, ông ăn tiền đi. Cái gì? Tiền thế, GPK. Ông nhìn để tôi nhìn rõ không, không đánh đâu. Tôi chia... Bốc cái, bốc đi. Tôi chia hộ cho vợ tôi vẫn đỏ, vừa ăn. Gà đi, gà đi, gà đi. Làm gì thì làm. Kéo ai biết làm cái gì. Toàn anh em đánh... Để tìm phần con nào. Cầm tay ngắn đi. À. 500. 500. 500 thêm triệu nữa. Bỏ rồi. Bỏ. Bỏ. Ăn đi. Mẹ vài này chả thằng nào vào. Ừ. Liên với sát này đánh sao rồi. Nhưng mà đánh đông đông người này hay gặp Liên lắm nhỉ. Hay có Liên. Sợ bỏ gà kìa. Lên rồi. Là mà... lên được Liên nhỏ nhỏ đéo thua đâu. Chứ thế mà nhỏ. Không đây Liên này kịch rồi. Ông quên cắt đâu? Thôi giỏi cắt. Ông chuyển luôn bộp, đi. Bộp 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 với đéo thua đâu. Nó phải tạch tạch cơ. Giả gà đấy. Đúng rồi. Bỏ. Đây bài đầu cánh bỏ thôi. 5-3 điểm bài này đấy. Bỏ. 1 triệu. 1 triệu bằng đi 2 triệu. Cho 2 ông. Tôi 3 điểm bằng 2 triệu. Còn 2 triệu nữa. Đây không làm được thì chia đi 2 triệu, 3 triệu nữa. Thôi bỏ. Nó bỏ sớm đấy. Bài kiếm mấy điểm. Cho xem cái. Xem cái 9 điểm bài hết rồi. 9 điểm. 9 điểm bài. Với tiền để lại 500 toàn quên thôi. Nó tài thật. Mấy hôm nay cứ liên thoại. Cứ đấu gà là quên. Có 500 bạc mà cứ giả vờ thôi. 500 không phải tiền à? Cứ liên thoại thì tiền mấy cái con gà là cái gì biết.
đấy. Nè, đâu không? Nó lạch bạch nha. Làm 2 triệu. Bà mẹ triệu. Triệu. Này, tôi làm ông 2 triệu. Tôi nhớ thích. Đây, đấy. Tôi làm ông 2 triệu. Tôi nhớ thích ai cả. Thêm 2 triệu. 3 triệu. Nhất trí. Ba ngày gạ rồi. Đi ra 1 triệu. Tôi phải gạ người ta. Tôi thì dễ đi phò ấy mà. Kìa, đánh cái kìa. Cái gì 1 triệu? Đây người yêu hay là hàng? Cái đi 1 triệu chưa? Đi rồi đi. Hả? 4. Sao? 1 triệu đi thêm 2 triệu nữa. Ông vợ chưa? Ông vợ chứ? Đã con rồi, vẫn có bồ chưa? À đây. Thế bao nhiêu? Được. Đi thêm 2 triệu nữa. 2 triệu gì? Ừ. 1 này, 2 này. Tôi vẫn có 3 triệu đúng không? Ừ. 3 triệu này. Thêm 3 triệu nữa cho nên con lợn nào chạy hết đi. Với con lợn này chạy này. Ông này thêm 3 à? Thêm 3. À thêm 2, bởi tôi thêm 2. Thêm 2, thêm 3 là 5. Ừ. 5 với nhà kia 1 triệu là 6. Nhanh lên nặng gì nữa. 1 điểm bài cái này. Cầm cái thế nào? 6 triệu gì? Cầm nhẹ cái đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thêm 1 triệu thôi. Gọi là lấy nước thôi. Thêm 1 triệu đi. Ừ. Thì mình giờ bỏ đi. Mình bỏ mấy ăn. Mấy ăn chính là xí. Chính đi bỏ đi. Thì thêm 1 má tiền. Thế là tôi thêm 9 thật à? 9 cho xí. Không, 9 thật. Mình tưởng đùa. Tôi thêm 5 triệu mới là bằng không? Nhà này thêm mấy? Nhà tôi thêm 3. Thêm 3 thì 4 triệu bằng. 1 này. 4 triệu bằng này. 4 triệu vào thêm 3 triệu nữa. Ôi giời ơi. Vất 7 triệu rồi. Kìa. Vất vào thêm 3 triệu nữa. 3. Đâu, ông chỉ vào thêm 4 triệu thôi. Bởi vì tôi thêm 1 triệu thôi mà. À thế. Ừ. Thêm bao nhiêu? Có thêm không? Tôi không thêm. Tôi thêm 4 triệu chơi nó buồn. Em đây. Ông này thêm 3. Ừ. Tôi là 4 triệu cân. Đơn giản. 1, 2, 3, 4 triệu là cân đúng không? Thêm 1, 2, 3, 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Em gái, chị gái sao? Em. Rồi thêm, thêm 3 triệu rưỡi. Thế là bây giờ tôi phải thêm 7 triệu nữa à? Thêm 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi, nhà thêm, này. Thêm 4 triệu rưỡi nữa gì? 1 này, 2, 3, 4 này, 4 triệu rưỡi này. Vào thêm 5 triệu nữa. Bán này có thằng chết rồi. Chạy. Vào thêm 5 triệu nữa. 4, 5, 6 này. Tiếp văn bản. 4, 5, 6 à? Ừ. 5, 6 chạy sớm đấy. Thế thêm, bây giờ thêm mấy á? Thêm 5 đấy. Thêm 5 đấy. Ừ. À, thế nhỉ? Tôi mượn cái tiền này nhá. Chưa biết ai được nhưng mà tôi mượn cái tiền 5 triệu này nhá. Đúng không? Chắc chưa, chắc thì ông bỏ rồi thì bây giờ tôi cứ cầm tạm vậy đó, hiểu chưa? Mà ông bỏ lần sau thì cứ từng người như thế, mẹ liêng ông bỏ người khó đánh bỏ mẹ được. Liêng tôi chỉ hơn ông một tí đi thôi, hiểu chưa? Ôi đây ông nói nhiều là cái gì, ông vào không, cái này ông chạy. 5 đúng không? Ừ. Ông theo được không? Tổng ra là 10 này, đúng không? 10. 5 thêm 5. 5 thêm 5 nữa à? Ừ. Thế là tôi vào thêm 10 triệu nữa đúng không? Ông 5 nữa cân. Ừ, 5 một cân à. Có thêm nữa để bên đường. 5 triệu rồi, tôi thêm 5 triệu nữa. Đây, cho mượn 10 triệu này. Không, đây, ông còn mượn này được. Đây, đánh đây hết tài đủ. Đúng quy tắc như như bà chị vừa giao. Đây, thêm 5 triệu nữa. Hết tiền nghỉ. Không, đây là không, thế. 1, 2, 3, làm gì 4, ông cướp. 5, 6, 7, 8, 9, tôi ông đu 10, nhau. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hôm 2, hôm 3, hôm 4, hôm 5 là bằng ông đúng không? Ừ. Cái số này nó khoảng tầm 3 triệu. Khỏi đếm nhá, cái tiền lẻ. Đây 3 triệu đây, tôi có đúng 4 triệu đây. 1, đây. 2, 3, 3, 3 triệu rưỡi. Rồi, chặt tương tương nhau thôi, cái này sau của mày. Nói tân nhá, rồi. Rồi đi. Đây. Đây. Quý ông kính đây. Ông ăn được, ông ăn đi. Ăn hết tiền và chấp nhận đây này. Kinh nhỉ. Toàn sáp mới sợ gì. Chào các bạn nhá. Cái video vừa rồi thì chúng tôi tạo ra một cái tình huống để mà đổi một bộ bài mới vào, để cho các bạn biết là cái đòn mà chúng tôi đánh vừa rồi ấy là phải đưa bộ bài vào. Còn nếu mà không đưa bài vào được thì không thể đánh được. Thì cái đòn đấy nó như nào? Để mà biết bài của đối phương ấy thì cách kín nhất và hiệu quả nhất, người ta sử dụng cái kính áp tròng này này. Đây. Đấy. Đây là hai cái mắt kính này. Hai mắt kính tôi đựng ở trong hai cái lọ nước này. Đấy, hai cái lọ nước này. Sau khi mình mở ra, mình đeo, mình đặt lên ngón tay này, mình đeo sát vào trong mắt thì đối phương
không thể nhìn thấy được là mình đang đeo kính là cái đầu tiên. Cái thứ hai về cái bài áp tròng này là nhìn như bài ngoài chợ, các bạn nhìn kỹ này, nó không có bất kỳ một dấu vết gì cả đấy, nó nét như là cô bên này luôn, thấy chưa? Đấy là cái mà các bạn cần lưu ý. Còn nhiều anh em thắc mắc là sau khi mà đeo kính áp tròng vào thì nhìn sau cái lưng bộ bài này nó như thế nào mà biết được là các con bài của bài của đối phương, thì đây tôi sẽ đeo kính vào qua camera để cho anh em biết là sau khi đeo kính nó sẽ hiện ra như này. Đây này, đây các bạn nhìn rõ chưa, 7 này đúng không, đấy G này, Q này, 5 này, đấy dấu cộng là 10 này, 6 này, 5 này, 3 này, 7 này. Đấy là cái cách mà mình biết bài của đối phương là có bao nhiêu điểm. Thì trong một cuộc chơi ví dụ như này nhá, tôi đang ngồi đánh với cô này chẳng hạn đúng không, bài trộn xanh chín như này đúng không, chia ra con nào mình nhìn thấy con đấy rồi, bởi vì là mình đeo kính áp tròng vào rồi đúng không, chia ra như này mình nhìn rõ luôn này. Đấy tôi sẽ đeo kính vào, tôi các bạn xem lại một lần nữa. Đây tôi sẽ chia lại cho các bạn thấy. Đây bài trộn xanh chín này đúng không, không có gì bị bầm cả đúng không, bắt đầu chia này. Đấy nhìn được, chỉ cần cầm này bắt là mình nhìn thấy rồi. Cái này cái 8 này, đấy 9 này, 1 này đúng không. Bài này là bài của đối phương là 8 điểm. Thì mình chưa cần nhìn bài của mình, bây giờ mình mới lên bài của mình nhá. Đấy bài mình là bài 4 điểm mà bài của đối phương là 8 điểm, thì ván bài này mình có thể bỏ đi. Hoặc là nếu như mà muốn tố ấy, thì phải tố thật căng, bởi vì 8 điểm mà tố ít thì người ta không bỏ. Đấy là cái mà cần lưu ý khi dùng kính áp tròng. Thì cái kính áp tròng này nó có cái lợi như này này. Ví dụ các bạn chơi ván bài các bạn lên được ván bài Q ga đi đúng không, G ga chẳng hạn đi. Đấy nếu như bài bình thường bạn không đeo kính áp tròng vào thì ván bài này bạn tố rất là căng. Tuy nhiên khi mà đeo kính áp tròng vào rồi, các bạn nhìn bài đối phương là có sáp hoặc là có cái liêng to hơn mình, cái sáp đi, có sáp thì mình có thể là bỏ ván bài này và mình không mất 1.000 nào cả. Đấy hay là đơn giản nhất là cái ván bài mà mình được có, ví dụ như là được có 2 điểm chẳng hạn đúng không, bài mình 2 điểm thì nếu như mà bình thường thì các bạn sẽ bỏ ván bài này ngay. Tuy nhiên là mình dùng kính áp tròng thì mình nhìn bài của đối phương, mình nhìn rõ là bài đối phương như này, 5-6-3 này chẳng hạn đúng không, 4 điểm. Thì thực chất nếu mà để mà so sánh hai cái điểm này thì là bài của mình là thấp hơn. Tuy nhiên trong cái đánh liêng có cái hay, nếu như mình biết bài đối phương thấp, mình đánh đuổi cho người ta chạy đi thì ván bài là mình vẫn ăn được. Bởi vì mình biết là bài này mà mình đánh tầm 2-3 triệu thì người ta sợ, người ta chạy ngay đúng không. Thì đấy là cái cách mà cái nghệ thuật mà đánh bằng cái kính áp tròng. Đây là cái loại kính là mới nhất bây giờ này, loại hộp gỗ nhỏ này mà các cái mắt kính bên trong này nó nhỏ hơn, cho nên là khi mà các bạn đeo vào cái tròng mắt ấy, đeo vào trong cái mắt của mình ấy, nó không bị chạm vào xung quanh cái mắt, cho nên là nó sẽ không bị cộm mắt, cho nên là các bạn đeo được rất là lâu. Và những cái ông nào mắt nhỏ thì không bị chảy nước mắt như các cái loại kính ngày xưa. Đấy là những cái chia sẻ về kính áp tròng. Anh em nào cần tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại đang chạy trên ngực của em này này. Đấy, ok. Chào tất cả anh em.